Ngày 11 tháng 7, Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, thành viên của Sài Gòn Time Club thuộc tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức thành công giải gôn tháng 7 tại sân gôn Châu Đức Sonadeji, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Sự kiện này đã tạo nên một sân chơi giao lưu hấp dẫn giữa 75 gôn thủ, bao gồm hội viên câu lạc bộ cùng với các hội đoàn khác. Ông Nguyễn Trọng Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cửa Sacom, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, cũng là trưởng ban tổ chức giải đấu, đã chia sẻ, giải đấu không chỉ mang mục đích cổ vũ cho phong trào thể thao trong giới doanh nhân, mà còn là cơ hội để tạo nên mối giao lưu giữa những gôn thủ đại diện cho các doanh nghiệp. Đây là dịp để thể hiện và quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp tham gia, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ và sự hợp tác trong việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau. Giải gôn tháng 7 lần này đã tổng cộng trao giải thưởng trị giá 4,562 tỷ đồng. Đặc biệt, với giải Hole in One, gôn thủ có cơ hội nhận 1 tỷ đồng tiền mặt cùng các hiện vật trị giá 2,562 tỷ đồng và voucher trị giá 500 triệu đồng. Không chỉ vậy, giải đấu còn tổ chức nhiều hoạt động phần thưởng hấp dẫn đến từ các nhà tài trợ như Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An, Công ty Cổ phần Công nghệ Cửa Sacom, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lưới Công trình, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Nhất Việt Logistics, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Group. Ban tổ chức cho biết, thể thức thi đấu của giải đã dựa trên hệ thống handicap do gôn thủ đăng ký để làm căn cứ chia bảng và tính điểm. Giải đấu đã áp dụng hệ thống tính điểm handicap net để xác định các giải A, B và C. Handicap được sử dụng trong thi đấu dựa trên handicap thấp nhất của người chơi, được xác định tại Hiệp hội Gôn Việt Nam vào ngày 9 tháng 7 năm 2023.